Chào cả nhà, hôm nay á thì mình sẽ làm món vịt nấu chao. Thì ở đây có hai con vịt nè cả nhà. Thì bây giờ bắt đầu bắt nước lên nè. Trong đây thì có rượu tỏi với lại gừng ở cả nhà. Để mình cho cái mùi vịt á nó không có nghe mùi nữa. Với lại lông lông vịt á nó nổi lên á, để lúc mình nhổ cho nó dễ cả nhà. Nè, thấy không, nó nổi lên nè. Mình trụng xong đó mình rửa lại. Đó, rất là nhiều lông luôn nha cả nhà. Thì mình làm hai con, cho nên phải trụng cho nó hết hai con này nè. Rồi sau đó mình mới đem qua rửa. Thì mình trong thời gian mình trụng thì cũng hơi lâu một chút xíu. Bây giờ mình bỏ qua khúc mà rửa con vịt với lại chặt vịt nha cả nhà. Bây giờ mình bỏ ra cái thau hết ráo nè, mình chặt sẵn hết rồi nè nha. Rồi mình có tỏi với lại hành tím. Bây giờ mình bỏ chao vô mình ướp nhé. Thì ở đây mình có hai hũ chao nè để ướp vịt nè. Thì mình xài dùng hết hai hũ chao này. Tại loại chao này mình thích á, tại vì nó béo. Nó béo rất là ngon nha cả nhà. Sau đó mình sẽ để một muỗng bột sa tế. Sa tế này không phải giống như Việt Nam nên nha cả nhà. Nó không có cay đâu. Thì mình sẽ để thêm một chút xíu nè, bột ớt nè. Bây giờ bắt đầu mình bắt cái nồi lên nè cả nhà. Thì mình có bỏ dầu vô trước rồi, bây giờ mình để màu hạt điều vô nữa để cho cái màu nó đẹp á cả nhà. Sau đó mình sẽ để tỏi với hành vô nè. Mình phi cho nó thơm nhé. Đó, mình để hành với tỏi vô rồi á. Thì bắt đầu mình sẽ xào lên nè nha cả nhà. Đó, trộn nó lên để cho nó thơm, nó vàng, tỏi vàng hành hành á. Rồi bắt đầu mình sẽ để thêm hai muỗng bột sa tế nha cả nhà, để cho nó thơm á. Đó, tại mình dặn lửa thì nó cũng hơi mạnh một chút xíu á, cho nên dầu nó nóng lẹ lắm. Bắt đầu mình trộn qua trộn lại là bắt đầu mình sẽ cái dịch hồi nãy nè, bắt đầu mình sẽ đổ vô nha cả nhà. Đó, mình tém xuống hết cái trong cái thau này. Đó, bây giờ bắt đầu mình đã đổ xong rồi, bây giờ mình đùa mấy cái thịt này xuống nè, tại vì nó nhiều quá đó cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ trộn lên, trộn cho nó đều luôn nha cả nhà. Thấy cái màu nó rất là đẹp đúng không? Làm đồ ăn á, làm cách nào mà có cái màu đẹp mắt là mình ăn cảm giác mình thấy nó ngon, còn mà không có màu mè nhìn nó không có được đẹp á. Đó, sau đó cái thịt nó săn rồi mình đổ nước vô nè. Đổ nước vừa gặp thịt là được rồi nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gọt môn nha cả nhà. À, bắt đầu mình sẽ bào nè. Mình bào cho nó xong cái khoai môn này. Bắt đầu thì mình bắt nồi nước lên nè để mình luộc bún. Thì bên đây mình có hai bịch bún để luộc. Thì nước cũng đã sôi rồi, bắt đầu mình sẽ luộc. Mình luộc xong rồi bây giờ mình đổ ra nè. Bây giờ mình làm tự dắt dắt bún để kiểu như vậy nè cả nhà. Lúc mình lấy thì nó dễ dàng hơn á. Còn mình đổ ra một lần á thì lát cọng bún nó dính lại, mình thấy nó khó ăn lắm. Mình làm tự dắt gì cho nó tiện á cả nhà. Thì cũng sắp xong rồi. Bắt đầu thì mình sẽ làm cái nước chấm chấm vịt nha cả nhà. Thì ở đây có loại chao giống hồi nãy em ướp thịt vịt đó cả nhà. Trong đây thì em có bỏ trước rồi, thì bỏ sả với tỏi với lại ớt trong đây rồi. Có ba loại em để cùng với nhau, với em có để đường vô cùng rồi nữa. Bây giờ cuối cùng thì em sẽ nặn chanh. Tại em để chanh trước á thì mình quậy cái nước chao nó sẽ bị nổi bọt lên nhiều lắm, cho nên em để cuối cùng. Rồi bắt đầu cái nồi chao của em cũng đã chín đây nè cả nhà, cũng đã là xong rồi. Thì môn thì em bỏ vô luôn chứ em không có chiên qua rồi em để vô cả nhà.
Tại vì chiên mà để vô thì nó không có bị bể nát thiệt, nhưng mà ăn nó chắc dầu mỡ nhiều hơn á, cho nên em để thẳng vô thôi. Vậy thì em nấu xong nồi vịt nấu chao rồi nha cả nhà. Ở đây thì mình có một cái hộp củ năng nha, bằng bột này cả nhà. Thì bắt đầu mình sẽ làm món bánh lọt để ăn tráng miệng á. Thì một bịch bột củ năng thì mình xài 6 chén nước. Đó, mình đong lại 2 chén rồi đó nha. Mình đong miễn làm sao đủ 6 chén nước là được rồi nha cả nhà. Sau đó mình sẽ quậy lên, quậy lên cho nó đều á cả nhà. Rồi mình phải để một chút xíu để cho nó nở ra cả nhà. Sau đó thì mình bắt lên bếp mình quậy nha cả nhà. Thì mình nấu trên lửa rồi, bếp rồi á, thì lúc nào mình cũng phải quậy hết. Nếu mình không có quậy á, thì dễ bị đóng cục á cả nhà. Bên đây thì mình có cái thau nước lạnh nè, mình phải quậy hoài luôn, đứng phải quậy chừng nào nó được thôi nha cả nhà. Đừng có bao giờ mà đi rời cái bếp mà này nhá, thì nó sẽ dễ bị đóng cục lắm. Hiện tại này nó sắp chín rồi thì nó mau đặc lại lắm nha cả nhà. Trong thời gian em đứng đợi em phải quậy nó hoài như vậy nè, bây giờ bắt đầu nó sẽ đặc rồi nè. Rồi bây giờ em sẽ nặn cái bánh lọt này ra nha. Đấy, bây giờ bắt đầu nè, em làm nè. Số lượng của em thì lúc nào em cũng làm một bịch bột củ năng á, em xài 6 chén nước. Thì cái cọng bánh lọt này rất là ngon. Nó có độ giòn mà dai á cả nhà. Em để qua đêm nó cũng giống nhau à, nó không có bị cứng hay là nó bị bở đi hoặc này nọ gì hết. Nó vẫn bình thường. Cho nên em rất thích cái loại bột củ năng này. Đó, em đang nắng cho nó từ từ. Mình phải đứng làm sao cho nó hết cái này nè, để cho nó xong xuôi cái này. Mà cả nhà nhớ nha, cái nước này lúc nào cũng phải lạnh nha cả nhà. Tại vì lúc mình nặn cái bánh lọt vô á thì phải cần nước lạnh, thì cái bánh lọt nó mới săn chắc lại, nó mới dai nhiều hơn là mình để nước ấm. Đây, bắt đầu thì mình sẽ thắn nước đường nha cả nhà. Ở đây thì mình có 3 chén nè, 3 chén màu củ năng á cả nhà. Thì củ năng mình cắt ra rồi mình để màu vô. Mình để củ năng cho nó thấm màu rồi mình để bột năng vô nha cả nhà, mình trộn lên. Sau đó mình sẽ luộc lên nè cả nhà. Nó nổi lên như vậy là được rồi. Đó, mình bắt đầu mình sẽ rớt ra nè. Đó, mình rớt ra mình để vô nước lạnh nữa nha cả nhà. Đó, nhìn màu nó rất là đẹp ha. Thì lúc em rớt ra, sau đó em sẽ bỏ thêm một chút xíu đường vô nha cả nhà. Lúc mình ăn thì nó không có bị dính á. Sau đó mình thắng nước cốt dừa nè, để mình ăn bánh lọt. Đây là đường em cũng thắng rồi nè. Đó, như vậy là được rồi. Thì bắt đầu sẽ ăn. Thì bánh lọt em làm xong rồi nè, trong đây có hạt đậu nè. Thì em có sân sáo nữa nha, loại màu đen nha cả nhà. Thì em bỏ vô từ ly, cho mỗi người một ly á. Rồi múc sẵn hết ráo, chỉ để nước đá vô nữa là ăn thôi. Thì đây em làm mấy ly nè. Đó, cái này hạt lựu này em làm nè, em có để một chút xíu đường á cả nhà. Thì nó không có bị dính, mình múc cũng dễ dàng hơn nữa. Đó, sân sáo nè, màu đen nè. Đây là hạt đậu. Bên đây á, thì nước đường nè cả nhà. Đó, đây là nước cốt dừa. Vậy thì em mời cả nhà ha, ăn cùng với gia đình em một ly chè nha. Em bye bye cả nhà.